giải pháp đường truyền băng thông rộng không dây thế hệ mới với LBMB. Giải pháp băng thông rộng không dây LBMB của Cambium Networks ưu tiên tiên phong trong việc mang lại sự tin cậy, khả năng mở rộng đồng bộ hóa GPS và dịch vụ chất lượng cao đến những khu vực chưa được kết nối băng thông rộng. Nền kinh tế toàn cầu với nhịp độ phát triển nhanh như hiện nay đòi hỏi khả năng kết nối đáng tin cậy cho tất cả mọi người tại bất cứ nơi đâu. Một nhu cầu bức thiết về giải pháp băng thông rộng chất lượng cao và có khả năng mở rộng sẽ trở thành quy chuẩn vàng cho việc kết nối các doanh nghiệp và người tiêu dùng để thành công trong một xã hội luôn thay đổi và phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa. Nền tảng LBMB của Cambium Networks đáp ứng thử thách này trước tiên. Đây là một giải pháp kết nối mang tính đột phá với công nghệ đồng bộ hóa GPS đầy sáng tạo, cung cấp khả năng mở rộng, hiệu suất cao và khả năng truy cập đáng tin cậy đến các cộng đồng dân cư chưa được kết nối băng thông rộng. Được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng, LBMB là một bước đột phá, là nền tảng đỉnh cao công nghệ đảm bảo hiệu quả tối ưu lâu dài. Với LBMB, chúng tôi đang thúc đẩy chuyên môn hóa toàn cầu và dẫn đầu trong các sản phẩm băng thông rộng không dây để thiết lập một tiêu chuẩn mới mà một giải pháp kết nối thương mại có thể cung cấp. Mạng LBMB của chúng tôi kết hợp với khả năng truy cập, chất lượng dịch vụ, độ tin cậy và khả năng mở rộng, góp phần xây dựng mô hình kinh doanh mạnh mẽ và bền vững. Đồng bộ GPS. Đồng bộ GPS đã được chứng nhận trên toàn thế giới của Cambium Network, với có khả năng giảm độ nhiễu trong cùng hệ thống nhằm cung cấp hiệu suất công nghiệp hàng đầu, cùng với khả năng mở rộng cũng như độ trễ thấp. Đồng bộ thời gian của LBMB sử dụng các xung GPS chuẩn nhằm tái sử dụng lại tần số. Giải pháp của chúng tôi có thể phục vụ nhiều thuê bao hơn trên mỗi thiết bị mà không làm giảm chất lượng dịch vụ, cho phép bạn có thể thêm khách hàng mới và phát triển việc kinh doanh của bạn. Độ tin cậy. Giải pháp LBMB của chúng tôi được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, đã tạo ra được các giải pháp băng thông rộng BTB và BMB có độ tin cậy cao và được triển khai thành công cho hàng trăm mạng không dây trên toàn thế giới trong một thập kỷ qua. Những sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ các linh kiện chất lượng cao và đã trải qua những kiểm nghiệm nghiêm ngặt nhất. Chất lượng dịch vụ. LBMB cung cấp QoS với hỗ trợ 3 lớp cho VoIP, dữ liệu tốc độ cao và những dịch vụ video. Tính năng ưu tiên VoIP được tự động trên giao diện cấu hình, cung cấp âm thanh rõ ràng và không ngắt quãng. Sự ưu tiên để đảm bảo tối đa hiệu suất bao gồm dữ liệu tốc độ cao, âm thanh liên tục và video không giật hình. Bảo mật. Bảo mật mạnh mẽ của Cambium Networks đảm bảo thông tin quan trọng được toàn vẹn và giúp chống lại các nguy cơ tấn công mạng. Mã hóa 128-bit, thiết lập tường lửa 2 lớp và lớp 3, cơ chế chống phần mềm giả dạng hỗ trợ một số yêu cầu cho bảo mật dữ liệu. Dễ dàng sử dụng. Với các dòng sản phẩm LBMB của chúng tôi, việc lắp đặt, sử dụng và quản lý dễ dàng hơn bao giờ hết. Cấu hình Plug and Play nhanh chóng và thuận tiện. Phần mềm quản lý tích hợp những tính năng đơn giản qua giao diện gai, đầy đủ thông tin cần thiết. Hệ thống quản lý các thành phần trực quan EMS. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ nhanh chóng phát hiện ra rằng những mạng thế hệ đầu tiên gặp khó khăn trong mở rộng để phát triển kinh doanh. Cuộc cách mạng LBMB của chúng tôi cho phép bạn phát triển, củng cố việc kinh doanh và đạt hiệu suất cao với một mật độ thuê bao dày đặc, dẫn đến tỷ lệ hoàn vốn nhanh và tốt hơn. Hiệu suất cao. Nền tảng LBMB được tối ưu để vượt xa các kết nối cơ bản. Nó đảm bảo cung cấp những dịch vụ Triple Play, VoIP, video và dữ liệu trong bất kể môi trường nào, cho phép những thuê bao của bạn tận dụng những cơ hội trong nền kinh tế toàn cầu. Sức mạnh của đồng bộ hóa GPS cung cấp hiệu quả sử dụng phổ tần số, mở rộng được khoảng cách, tốc độ cao và độ trễ thấp nhằm cung cấp đường truyền tin cậy cho dữ liệu, video và thoại. Khả năng mở rộng. Nền tảng LBMB băng thông rộng của chúng tôi cung cấp khả năng mở rộng cho hệ thống của bạn, cho phép bạn thuận lợi đạt được các cơ hội phát triển và tạo nên mô hình kinh doanh ổn định. Khả năng mở rộng của LBMB được cung cấp bởi công nghệ đồng bộ hóa GPS tiên tiến, giúp giảm thiểu tối đa nhiễu và cho phép tái sử dụng tần số tốt hơn. Hiệu quả sử dụng phổ. Công nghệ LBMB của Cambium Networks cung cấp hiệu quả phổ tần cao, cho phép nó vận hành tốt khi độ rộng kênh nhỏ hơn và bị giới hạn về số lượng phổ.
Giải pháp EBMB của chúng tôi có thể dễ dàng đáp ứng cho nhiều thuê bao hơn khi cùng hoạt động trên một kênh so với các hệ thống khác. Cấu hình sản phẩm linh hoạt. Các sản phẩm EBMB có thể được cấu hình thành mô hình PMB hoặc PDB, sử dụng anten tích hợp hoặc anten gắn ngoài. Thiết bị có khả năng linh hoạt cao khi triển khai thực tế. Phần mềm quản lý hệ thống không dây của chúng tôi còn đảm bảo dễ dàng và thuận tiện trong việc quản lý điều khiển mạng, cung cấp cái nhìn tổng quan về mô hình mạng và các thông số vận hành. Hỗ trợ khách hàng. Cambium Networks cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chưa từng có trong các nhà vận hành mạng EBMB. Hỗ trợ cuộc gọi đến trung tâm với tổng đài miễn phí hoặc điện thoại trong khu vực 22 quốc gia. Tập trung hóa nhóm hỗ trợ cho các câu hỏi về bảo trì, bảo dưỡng và các vấn đề đầu tư, các giải pháp chuyên sâu, hỗ trợ thông qua email. Khoảng cách lớn. Giải pháp EBMB của Cambium Networks cung cấp độ phủ sóng có khoảng cách lên đến 10 km, giúp bạn kết nối và phục vụ cho những thuê bao xa nhất một cách dễ dàng và thuận lợi hơn. Thông lượng. Nền tảng EBMB của chúng tôi cung cấp thông lượng cao mà thuê bao của bạn cần với tốc độ thực tế lên đến 150 Mbps. Với EBMB, khách hàng của bạn sẽ thích thú với các dịch vụ yêu cầu băng thông như dữ liệu tốc độ cao, VoIP và video. Tầm nhìn toàn cầu của Cambium Networks và kế hoạch hành động cho việc thay đổi cộng đồng với sức mạnh, sự sáng tạo, công nghệ và các giải pháp băng thông độ không dây với giá thành hợp lý. Rain and tầm nhìn của Cambium Networks là một thế giới mà nơi đó không có ai, nằm ngoài mối liên kết với sức mạnh kinh tế và xã hội của Internet. Bất kể khoảng cách là bao xa, địa hình khó khăn thế nào và sự hạn chế của các nguồn lực ra sao, Cambium Networks vẫn đang phát triển và cung cấp công nghệ hàng đầu để kết nối mọi người khắp nơi trên thế giới. Cuộc sống là sự thay đổi. Người dân có quyền tự chủ. Protect, các vùng miền và các quốc gia có thể tham gia vào nền kinh tế toàn cầu để giúp chính họ ngày một phát triển và phồn vinh. Change is within reach. Với vị thế dẫn đầu trong công nghệ mạng không dây điểm điểm và điểm đa điểm, Cambium Networks luôn hết mình để biến điều không thể thành có thể, giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các doanh nghiệp xây dựng mối hợp tác kinh tế bền vững bằng việc kết nối mọi địa phương vùng miền trên thế giới. We are bringing the citizens of the world together, leaping the digital divide and helping every global citizen play a role. We reach to inspire, to protect, to heal, and to connect. We are Cambium. Change is within reach.